Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup dưới sự điều hành của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ trên 36 năm hành nghề, chuyên phun xăm, phun thêu, xóa sửa xăm hư, xăm bị đổi màu, độc quyền chuyên nghiệp pha thuốc không đổi màu xanh đỏ. Trong tháng này, Thanh Kim Mỹ bớt 40% các bộ tóc giả nam nữ, tóc che hói, che tóc bạc, đủ kiểu đủ màu cũng như ba cây son đủ màu không phai, chỉ có 25 đồng. Khách hàng nói xem quảng cáo trên Lido Son TV sẽ được tặng quà đặc biệt. Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup tọa lạc trên đường Bô Sa, đối diện Phước Lộc Thọ, trong khu chợ Á Đông, 714-251-7533, 251-7533. Lan Anh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show về làm đẹp trên đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay Lan Anh lại rất là hân hạnh được ngồi đây, và đặc biệt bên cạnh Lan Anh là chị Thanh Kim Mỹ, là một chủ nhân về cửa tiệm chuyên về phun xăm thẩm mỹ, make up và làm đẹp cho phụ nữ của chúng ta. Kính thưa quý vị, không có người phụ nữ nào không biết làm đẹp, không có người phụ nữ nào xấu, mà chỉ có những người phụ nữ nào mà không biết làm đẹp thôi. Thì sắc đẹp luôn là một yếu tố quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá, lắng nghe sự chia sẻ của chị Thanh Kim Mỹ về thẩm mỹ, sắc đẹp của chị em phụ nữ của chúng ta nha. Xin chào chị Mỹ. Chào em. Và Thanh Kim Mỹ cũng không quên chào quý vị khán giả đang xem đài. Lúc nào Thanh Kim Mỹ cũng một lời chào và trân trọng và yêu thương nhất. Vâng, chị Mỹ ơi, em được nghe tới cửa tiệm của chị rất là nhiều rồi, và chị có nhiều năm kinh nghiệm trong cái vấn đề thẩm mỹ và làm đẹp. Vậy bây giờ chị chia sẻ về cái kinh nghiệm của chị và về những cái mà chị muốn chia sẻ tới quý khán thính giả về như công việc của chị và về cách làm của chị, làm thế nào để cho chị em phụ nữ chúng ta đẹp hoàn thiện hơn. Cảm ơn em. Đúng rồi, Thanh Kim Mỹ 30 mấy năm nghề, mà cũng là vừa biết đi ca hát từ 14-15 tuổi, biết vẽ từ nhỏ. Thành ra khách hàng nhiều năm mà bị xăm qua hư nơi khác, hay hoặc là không vừa ý, thì từ cặp chân mày bị xanh, hay là cặp chân mày bị đỏ, hay hoặc là ngày xưa xăm điều xếp, thì sau này cái tuổi của mình, cái da mình nó bị rơi, thì một bên thì lại da rơi, một bên chưa rơi. Thì Thanh Kim Mỹ sẽ vẽ lại, lấy hẹn với Thanh Kim Mỹ, rồi Thanh Kim Mỹ sẽ vẽ lại phù hợp theo khuôn mặt nữa. Thì Mỹ vẽ trước, khách hài lòng Thanh Kim Mỹ mới làm. Nhưng mà khách hàng thích đậm thì Mỹ sẽ làm đậm, thích lợt Mỹ làm lợt, thích lớn nhỏ gì Mỹ chiều. Nhưng đặc biệt thuốc không bao giờ ngã màu xanh màu đỏ. Còn những em nào trẻ trẻ giống em vậy đó, thì muốn xăm thiêu, nhiều khi có lông mày mà lại là cái lông mày của lại một bên cao bên thấp, hay hoặc là bên đậm bên lợt, là chưa từng xăm qua đó. Thì đến với Thanh Kim Mỹ sẽ vẽ lại xếp đẹp lắm. Khách hàng ơi, cứ tin tưởng tay nghề của Thanh Kim Mỹ, vẽ rất là đẹp. Mà ai thích hơi ngang nhẹ, ai thích hơi cong, nhưng mà cái điều là ngang đó, không phải là nghe nói chị Mỹ ơi, giờ em nghe nói ở Việt Nam nó xăm ngang ngang trẻ lắm. Nhưng mà cái ngang đó mình sẽ nó phù hợp với cái tuổi như thế nào, chứ không phải là tuổi cỡ Thanh Kim Mỹ đổ lên thì lại mình ngang tràn thì nó không có đúng cái tuổi rồi. Thì nhìn nó gần gần cái mí mắt thì thấy cái mí mắt nó bị sụp. Thành ra mình vẽ chân mày làm sao cho thấy cái mí mắt mình không thấy da rơi. Mình vẽ một cặp lông mày làm sao cho thấy cặp mắt mình như cười. Thành ra từ chỗ đó đến với nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, nếu có xăm qua mà bị xanh, Mỹ vẽ lại cũng cho vừa ý, làm hết xanh tại chỗ, nhưng mà làm sao cho hai cái đầu lông mày nó lật lật tự nhiên, dù cho thích lớn cũng cho tự nhiên, nhưng mà sau đuôi xăm đậm, nâu đen, đẹp bền, dù bất cứ đậm cũng thấy tự nhiên, bất cứ thời gian nào cũng không bao giờ ngã màu xanh hay hoặc màu đỏ. Bất quá là nhiều năm, 10 năm gặp lại Mỹ ơi, tôi xăm của Mỹ nè, thì nó hơi lợt lợt thôi, chứ không có màu xanh nha em. Chị tuyên bố mạnh một câu á. Chắc hẳn là chị cũng phải có một cái công thức pha chế về cái thuốc để xăm đó chị. Chị phải có một cái công thức pha chế rất là đặc biệt, đúng không chị? Để cho cái màu nó không có bị ngả sang xanh, sang đỏ. Đúng rồi. Mà vẫn giữ được cái bền về cái màu ở trên cái lông mày, phải không? Đặc biệt, thí dụ như cái màu bền mà chưa nói tới cái shape đẹp nữa em. Thí dụ như cái khuôn mặt lớn, mà nếu mà nhiều người ta lợi cứ cho là ngang ngang là trẻ, mà ngang cái là cái mặt lớn thành lớn nữa. Dạ. Còn phải nó phải phù hợp với từng cái khuôn mặt đó chị, phải đúng không? Đúng rồi, từ phù hợp. Có nhiều người ốm, bệnh,
nem mà gia đình chồng con cũng chiều dắt vợ tới để mà xăm khuôn mặt ốm thiệt là ốm, mà Mỹ vẽ lên cái khuôn mặt y như là đầy đặn, còn khuôn mặt to quá Mỹ vẽ làm sao cho không thấy bị khuôn mặt mình bị lớn mà bị thõng ra, được thõng rất là đẹp. Và cái những cái mí mắt chị em nào đi cắt mắt á, bị hơi ở trên bị trắng trợn đó, thì Thanh Kim Mỹ sẽ vẽ mí mắt ở bên ngoài làm sao cho không thấy da rơi, còn mình xăm bên trong sẽ không thấy da bị trợn, còn mí dưới mà cắt lấy da nhiều đó bị hơi trề ra ngoài thì có nhiều cô bác thì lại mắc cỡ, trắng trợn thì nó trắng quá, cái nhìn không được tự nhiên. Thì đến với Thanh Kim Mỹ xăm một cặp mắt vẽ làm sao cho không thấy da rơi và xăm làm sao không thấy trắng trợn thì đó là đẹp cả khuôn mặt nhiều khi á. Đúng rồi, cái đó bí quyết đó nha, bí quyết của chị trong nghề suốt bao nhiêu năm nay. Chị Mỹ ơi, ngoài khi mà một khách hàng tới cửa tiệm của mình thì một cái cặp chân mày hay là một cái bất cứ một cái cặp mắt nào mà chị Mỹ làm cho khách hàng á, mất nhiều thời gian không chị? Mà phải làm như thế nào để chị căn được cái chị vẽ thật là cân đối về cái cặp lông mày cho khách hàng, và phải mất trong thời gian bao lâu để chị nghiên cứu và chị làm ra cho một khách hàng? Thì Mỹ thương khách, Mỹ vẽ chừng nào đến khi khách hài lòng thôi. Thì sometimes thì cũng là vừa vẽ vừa xăm kỹ, đó là cũng khoảng một tiếng cho một cặp lông mày. Và mí mắt cũng giống nhau, hoặc là viền môi. Có những đôi khi các em mà nào bị cái môi bị thâm là nhiều khi hồi nhỏ uống thuốc nhiều, hay hoặc là cái máu thì chứ không phải là hút thuốc. Nhưng mà nếu mà không lợi xăm cho hết thâm thì người ta cứ nghĩ rằng chắc hút thuốc nhiều nên bị môi thâm. Nhưng mà đến với Thanh Kim Mỹ màu đẹp lắm em gái ơi. Thì Mỹ sẽ vẽ cho cô một cái shape viền môi đẹp tự nhiên. Nhưng mà không phải bắt buộc khách phải xăm viền môi đậm nha. Nếu đậm thì không có được tự nhiên. Nhưng mà mình sẽ xăm làm sao cho hết thâm, nhưng mà ra được một cái mẫu môi đẹp điều thôi. Chứ không phải bắt buộc khách phải xăm cái viền môi đậm rồi trong hồng lợt hay là hồng sen lợt hồng phấn, là không phải. Cứ tùy theo khách thích cỡ nào Mỹ cũng chiều, nhưng đặc biệt vẽ cái mẫu môi đẹp lắm. Có một lần em đi qua cái cửa hàng của chị á, em thấy cũng có khách và thấy cửa hàng của chị bây giờ nó rộng ra hơn rất là nhiều và rất là khang trang. Và vậy nếu như những lúc đông khách như vậy và khách tới liên tục như thế đó, thì làm cách nào để chị có thể kịp thời gian để chị làm cho khách? Cảm ơn em hỏi câu đó. Đúng ra đó, Thanh Kim Mỹ không phải show cái tên Thanh Kim Mỹ mà để rộng cái hai cái căn ra thành một tên. Không phải mình để mà mình show ra để người ta nói ơi Thanh Kim Mỹ bây giờ vẽ mở vậy, không có. Phải Mỹ mở rộng để ở bên trong được 4-5 phòng. Nhưng mà khách đông thì làm sao một mình Mỹ để mà mình giải quyết khách mà từng người rất là kỹ. Thì trong đó thì có em gái và con dâu. Để gia đình làm thì bao giờ cũng là phải có cái trách nhiệm khắt khe kỹ lưỡng để không để mang tiếng cái tên Thanh Kim Mỹ. Họ đều là những người cũng học về cái ngành nghề này phải không chị? Của chị Mỹ từ dâu thì xăm ở bên Việt Nam mười mấy năm, bây giờ được qua Mỹ để phụ với chị Mỹ. Rồi em dâu thì cũng là phụ với chị Mỹ lâu rồi. Thì gia đình lo cho khách hàng đều giống nhau, chứ nếu mà không lo cho khách hàng từ shape cho tới màu đẹp đều thì cái đó là chị Mỹ mang tiếng. Nhưng chưa nói tới nhiều khi bị xanh, ai xăm một lần mà làm sao nó được hoàn hảo bằng cái original. Thì những cái đoạn hai là 1.5 tháng mà có lợi thế chấp đó, Thanh Kim Mỹ không lấy một đồng bạc tiền thuốc tê nào hết. Nhưng mà ai mà có shop bên ngoài bị cao thấp đó, thì thí dụ Mỹ shop hết tại chỗ, nhưng mà sau đó lợi nói Mỹ ơi sao shop tôi bữa hổm trắng hết rồi bây giờ còn mờ, thì cái đó là tại vì nó ẩn trong máu bị đậm quá đấy em, mấy mực tàu mà giống mấy ông xăm mình làm sao shop mất được. Nhưng mà cái này trên mặt mình nhờ xăm cặp chân mày mình xóa nên người ta không để ý dấu xóa, nhưng nếu còn mờ thì lại xóa thêm thì đó phụ chút đỉnh. Nhưng mà còn cái thế chấp thì Mỹ không lấy một đồng bạc tiền thuốc tê nào hết. Chị ơi, trong suốt thời gian qua về cái quá trình phát triển trong cái nhà cửa hàng của mình á, thì có những người khách hàng nào mà chị làm rất là nhiều khách hàng, và ví dụ trong cái thời gian đó, ví dụ như có những cái khách hàng nào mà họ làm mà họ có những bất cứ một cái phản ứng phụ hay tác dụng phụ gì về khi mà chị phun xăm hay là làm chân mày không? Có về. Đôi khi chị Mỹ không nhận, có những người đó người ta buồn á. Đôi khi á thì cái nhiều khi cái da đó khô quá thì nó khó ăn thuốc. Hoặc là cái lỗ chân lông da mặt mình nó bị to thì ăn thuốc nó cũng hơi bị khó, cái nước thuốc mình bị được láng thì đôi khi Mỹ cũng từ chối. Hoặc là bị xanh nhiều quá, bị cao thấp nhiều quá, hoặc là bị những treo chân mày bị cái sẹo lớn quá, đôi khi Mỹ cũng từ chối đấy em. Nhưng mà khi mà Mỹ đã nhận thì phải đẹp, mà nếu mà lỡ có sơ sót
cái gì thì Mỹ có trách nhiệm lắm. Một tháng rưỡi, okay. hai tháng đến để mà Mỹ xem lại, mà Mỹ cưng khách hàng. Vì sao người ta khen khách hàng là người ta khen thành kim Mỹ. À, Mỹ cưng từ cái sếp cho tới từ cái màu. Mỹ thương khách hàng như là thương người thân vậy đó. Chị ơi, vâng, ok. À, vậy là trong cái thời gian này chị có cái promotion gì đặc biệt cho quý khách hàng không? À, ngoài ra hai cây son thì tặng một cây, hai cây son 25 đồng tặng một là ba cây. Rồi những cái mái tóc mà Mỹ từng bán phía trước đó là rẻ lắm, tóc ngắn như chị Mỹ đang đội là 60 tới 65, 70, 75, nhưng mà tóc dài nhất là 100 nhưng mà giảm 40%. Còn ngoài ra lấy những mụn thịt đồ mồi tàn nhang thì còn ai xăm một cặp chân mày trong tháng này Mỹ cũng tặng cho hai cái mí trắng bên trong thôi nha. Còn mí mà vẽ bự bên ngoài là phụ thêm tiền đó. Vâng, bây giờ chị đọc nhanh số điện thoại và địa chỉ cho quý khách hàng để quý khách hàng biết để tới được không? Số điện thoại của chị Thanh Kim Mỹ là 714-251-7533. Ở dưới lầu là ở dưới lầu dưới đất á, là ở trên là Little Sài Gòn. Thì số điện thoại là 714-251-7533, nhớ nha. Tới nào xăm chân mày tặng được mí trong, rồi nào là lấy mụn đồ mồi tàn nhang, rồi có nối lông mi, và có mấy cặp trang điểm cho những khách hàng đi chơi dạ tiệc nhỏ nhẹ, đi nhà hàng rồi đó. Thì mấy cặp đó chỉ có 20 đồng thôi. Nói chung đến với tiệm của chị thì sẽ có đầy đủ tất cả những cái phương pháp làm đẹp cho quý vị. Vâng, và Lan Anh kính thưa quý vị, thời gian có hạn cũng đã hết rồi. Và bây giờ Lan Anh cũng rất là chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn quan tâm theo dõi những chương trình talk show về sắc đẹp và làm đẹp trên đài Little Sài Gòn TV. Bây giờ xin mời chị Mỹ gửi lời chào tới quý khán thính giả. Dạ, Thanh Nghi Mỹ lúc nào cũng yêu kính khách hàng như người thân. Và xin chào quý vị khán giả lúc nào cũng là thương yêu Thanh Nghi Mỹ đến ủng hộ dùm nghe. Thanh Nghi Mỹ chiều khách hàng như là chiều người thân vậy đó. Thanh Nghi Mỹ xin kính chào. Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup dưới sự điều hành của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ trên 36 năm hành nghề, chuyên phun xăm, phun thêu, xóa sửa xăm hư, xăm bị đổi màu, độc quyền chuyên nghiệp pha thuốc không đổi màu xanh đỏ. Trong tháng này, Thanh Kim Mỹ bớt 40% các bộ tóc giả nam nữ, tóc che hói, che tóc bạc, đủ kiểu đủ màu cũng như ba cây son đủ màu không phai. Chỉ có 25 đồng, khách hàng nói xem quảng cáo trên Lido Sòn TV sẽ được tặng quà đặc biệt. Thanh Kim Mỹ Permanent Makeup còn là trên đường Bô Sa, đối diện Phước Lộc Thọ, trong khu chợ Á Đông, 714-251-7533, 251-7533. 533.